Năm 2014, bà Cao Thị Cúc từ huyện Cần Đước, tỉnh Long An đến ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa mua nhà và chuyển hộ khẩu về đây xây dựng, sửa chữa làm điểm tu trái phép. Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân bán nhà ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, rồi cùng Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Lê Thu Vân, Nhị Nguyên và một số người khác chuyển đến sinh sống tại hộ bà Cúc. Trong thời gian sinh sống, ông Lê Tùng Vân tự đặt tên hộ của bà Cúc là Tịnh Thất Bồng Lai. Đến đầu tháng 1 năm 2020 thì đổi thành Thiên Am bên bờ vũ trụ. Lần đầu tiên, những bí ẩn đằng sau việc đổi tên này chính thức hé lộ, bóc trần toàn bộ những âm mưu, toan tính của nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai, đứng đầu là Lê Tùng Vân. Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Giao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Những bí mật kinh hoàng ẩn giấu phía sau việc Lê Tùng Vân đổi tên Tịnh Thất Bồng Lai. Theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An, sau khi ông Lê Tùng Vân bán hết đất tại thành phố Hồ Chí Minh về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ông Vân đã hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện. Tuy nhiên thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Thời gian qua, nơi đây đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người để trục lợi. Để lôi kéo những người ủng hộ, nhóm người tại Tịnh Thất Bồng Lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau, đăng nhiều video clip với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Lúc đầu, do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, sau khi nhiều báo thông tin về việc chấp hành đăng ký tạm trú, tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định của pháp luật, cùng với những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường. Trong thời gian này, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây. Về việc này, cơ quan chức năng ở tỉnh cũng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến, phản ánh, tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm việc với bà Cúc và những người phụ nữ đang tạm trú tại đây để làm rõ thêm về nội dung liên quan đến vấn đề trẻ em. Trong khi đó, liên quan đến vấn đề tôn giáo, cơ quan chức năng khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Do đó, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội, sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi. Đồng thời, theo thông tin từ ngành chức năng thì kết quả xác minh cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai, Thiên Am bên bờ vũ trụ đa số là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không phải trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Lúc đầu, do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, sau khi nhiều báo thông tin về việc chấp hành đăng ký tạm trú, tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định pháp luật, cùng với những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường thì dư luận xã hội đã hiểu rõ bản chất, hoạt động của nhóm Tịnh Thất Bồng Lai nên đã chuyển hướng sang lên án, phê bình. Trước thực tế trên, ngày 1 tháng 1 năm 2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên Tịnh Thất Bồng Lai thành Thiên Am bên bờ vũ trụ. Vừa qua, ngày 9 tháng 4, tại trại tạm giam B34, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. Một lần nữa bóc trần những thủ đoạn tinh vi của nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 2 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiên Am bên bờ vũ trụ. Lý do là vì Cơ quan An ninh Điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về việc những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc
ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An có đủ chứng cứ xác định đối tượng Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những hoạt động đáng ngờ của nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai. Những sự việc lùm xùm tại Tịnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xảy ra nhiều năm nên không còn là chuyện gì xa lạ với người dân, nhất là với những người đang sinh sống gần đó. Theo ông Đê, một người ở gần Tịnh Thất Bồng Lai, địa điểm này bỗng dưng nổi danh vào khoảng năm 2016-2017, sau khi trên mạng xã hội tung tin thất thiệt rằng tại đây có hoa ưu đảm ngàn năm mới nở. Tiếp theo đó, hai người sinh sống tại đây xưng là có người tu hành đi hát bolero, rồi một nhóm trẻ đi thi, thách thức danh hài và đoạt giải cao. Đỉnh điểm là việc một nhóm người tìm đến Tịnh Thất Bồng Lai tìm con gái, rồi xảy ra xô xát, gây thương tích và dẫn đến tố cáo, khiếu kiện ra tòa án. Sau đó, một loạt các vấn đề gây bức xúc dư luận khác như tự xưng cơ sở tu hành, lợi dụng hoạt động tôn giáo. Ngoài ra, một số người ở Tịnh Thất Bồng Lai còn nhiều lần đưa lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và uy tín của chính quyền sở tại. Cũng vì nhiều chuyện xảy ra nên Tịnh Thất Bồng Lai được nhiều người để ý, quan tâm. Thế nhưng, là người ở địa phương, tôi thấy cổng của Tịnh Thất Bồng Lai thường xuyên đóng kín, bảng thông báo tạm ngưng tiếp khách cũng thường xuyên được dán trên cánh cửa, ông Đê băn khoăn. Theo bà NTV, cũng ở gần Tịnh Thất Bồng Lai, người địa phương hiếm ai nhìn được vào bên trong. Thỉnh thoảng, một vài đoàn từ thiện đến, họ mở cửa và đóng lại ngay. Những người sinh sống trong đó đi ra ngoài nhưng hầu như không tiếp xúc hàng xóm và giữ thái độ biệt lập với người bên ngoài. Mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra lặng lẽ bên trong hàng rào và cánh cửa luôn đóng kín, bà V cho biết. Người dân địa phương thông tin, khu vực Tịnh Thất Bồng Lai hiện nay được bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An mua lại nhà, đất gần 2.000m2. Từ năm 2014, rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc. Người dân địa phương rất bức xúc khi thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của những người trong và ngoài nước, giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Mấy năm nay, nhiều sự việc ồn ào đã xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, tôi cũng không rõ đâu là sự thật. Gần đây, qua thông tin công khai từ cơ quan chức năng trên báo chí, tôi đã hiểu rõ về nơi này hơn. Thông tin đó đã giúp cộng đồng trong và ngoài nước nhìn nhận, hiểu rõ đúng bản chất vụ việc. Qua đó, không để bị nơi này lợi dụng ủng hộ rồi tư lợi. Ông Lê Quang Huy, ngụ huyện Đức Hòa bày tỏ. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, vụ án này đã có dư luận từ rất lâu, nhưng để đủ cơ sở chứng cứ thì cần phải thu thập trong thời gian dài. Cụ thể, khi thanh kiểm tra xong thì tỉnh kết luận đây không phải là cơ sở tôn giáo, sau đó phải thu thập nhiều chứng cứ khác có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo như một thủ đoạn gian dối nhằm trục lợi, chiếm đoạt tài sản của người khác để sử dụng vào mục đích không chính đáng. Người thực hiện có thể bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi là một trong những hành vi bị cấm. Do đó, pháp luật sẽ xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng nhằm trục lợi, đem về lợi ích vật chất không chính đáng cho cá nhân. Ngoài ra, khi công an giải quyết các vụ việc có liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiên Am bên bờ vũ trụ, thì những người ở đây đưa các thông tin lên mạng xã hội sai sự thật làm ảnh hưởng đến hoạt động các cơ quan địa phương. Quan điểm của tỉnh là xử lý đến nơi đến chốn và đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và cũng không làm oan sai bất cứ ai. Vị lãnh đạo này khẳng định, sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án liên quan Tịnh Thất Bồng Lai, người dân địa phương rất hoan nghênh, mong muốn những ẩn khuất, vi phạm ở đây sẽ được sớm làm rõ. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, quan điểm của tỉnh là xử lý đến nơi đến chốn và đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và cũng không làm oan sai cho bất cứ ai liên quan vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Nguồn gốc hỗn danh thầy ông nội của Lê Tùng Vân. Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, trên cơ sở kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định có 5 clip đăng tải trên 2 tài khoản YouTube chứa nội dung vi phạm.
Trong đó, clip với tên gọi Năm chú tiểu phần 2, người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 Tết đăng tải ngày 2 tháng 7 năm 2019 đã mạo danh, mạo xưng Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Bị can Lê Tùng Vân khai nhận tham gia trực tiếp trong clip này. Người quay phim là hai bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên sinh năm 1990 và Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991. Bị can Lê Thị Cúc sinh năm 1960. Chuẩn bị đồ hậu vàng cho ông Lê Tùng Vân mặc, ngồi trước tượng Phật và lư hương để một số người quỳ lạy, thắp nhang. Trong lúc quỳ lạy, bị can Lê Thu Vân sinh năm 1957 nói: "Kính lạy Đức Thầy Bổn Sư Giáo Chủ, giải thoát hiện sinh, truyền đạo, hồng hạc vân du." Sau khi quay xong clip, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên trình cho ông Lê Tùng Vân xem lại và thống nhất trước khi thầy ông nội cho phép đăng lên tài khoản YouTube Năm Chú Tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Bị can Hoàn Nguyên xác định các nghi thức, thủ tục cúng bái, quỷ lạy được thể hiện trong clip là do ông Lê Tùng Vân quy định và đặt ra. Mục đích đăng tải lên YouTube được Hoàn Nguyên khai rằng để cộng đồng mạng, người hâm mộ xem hoạt động của nhóm người tại tịnh thất Bồng Lai, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An ra kết luận giám định về nội dung clip trên. Theo đó, clip có thời lượng 18 phút 41 giây, 452.313 lượt xem và 1.500 lượt bình luận. Trong đó, đoạn từ phút 2 phút 27 giây đến 2 phút 42 giây đã mạo danh Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Đoạn từ 6 phút 6 giây đến 6 phút 13 giây đã mạo danh Đức Phật. Từ hành vi này, cùng hàng loạt hành vi khác, ngày 3 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra tại tịnh thất Bồng Lai. 3 ngày sau, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cuối tháng 2 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa đã quyết định chuyển vụ án này lên Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Từ đây, hai bị can Cao Thị Cúc và Nhị Nguyên lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam. Riêng bị can Lê Thu Vân hiện chưa xác định được chỗ ở nên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Bà Lê Thu Vân là mẹ ruột của ba bị can Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên. Cha của ba bị can này hiện chưa rõ là ai. Tội loạn luân của Lê Tùng Vân chính thức bị phơi bày. Một trong những tội danh gây bức xúc trong dư luận thời gian qua đó là tội danh loạn luân xảy ra ở tịnh thất Bồng Lai. Qua nguồn tin tố giác những đứa trẻ ở tịnh thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin, những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây. Để phục vụ điều tra, sáng 24 tháng 9 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã đến hộ bà Cao Thị Cúc để lấy mẫu xét nghiệm ADN những trẻ em và người lớn đang sinh sống tại đây. Đến chiều cùng ngày, việc lấy mẫu đã hoàn tất, trong đó có 10 trẻ em, lớn nhất là 8 tuổi, nhỏ nhất 14 tháng tuổi. Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Công an tỉnh Long An cho biết sau khi ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Cơ quan An ninh Điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 27 người. Một trường hợp không có mặt khi cơ quan điều tra tiến hành thu mẫu. Cơ quan An ninh Điều tra đã gửi các mẫu này đến Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh để giám định. Quá trình thu mẫu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên sinh sống trong hộ Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, trong quá trình lấy mẫu ADN, một số người dù không liên quan vụ việc do Cơ quan An ninh Điều tra thụ lý đã kéo đến hộ bà Cao Thị Cúc, đập cửa, quay phim, ghi hình, có những lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng. Sau đó, họ đăng lên tài khoản YouTube có số lượng lớn người theo dõi nhằm mục đích dẫn dắt dư luận trong và ngoài nước. Sau khi Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh trả kết quả giám định 28 người ở tỉnh thất Bồng Lai, ngày 28 tháng 10 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả giám định ADN những người liên quan đến hộ bà Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi từng tự xưng là tỉnh thất Bồng Lai hay Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Cơ quan An ninh Điều tra đã thông báo kết quả giám định ADN này đến những người liên quan.
Tuy nhiên, vì để đảm bảo tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách rộng rãi. Kết quả giám định này có thể để cơ quan an ninh điều tra xem xét việc khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội loạn luân, thông tin từ cơ quan an ninh điều tra cho biết. Sau gần 2 năm tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột, ngày 19 tháng 4 năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội loạn luân. Cuối cùng, sự thật trần trụi về Tịnh Thất Bồng Lai và thầy ông nội Lê Tùng Vân, người được các đệ tử thường suy tôn là Phật sống, đã chính thức được phơi bày. Nhân vật bí ẩn giúp khám phá điều kinh hoàng ở Tịnh Thất Bồng Lai. Cho đến thời điểm hiện tại, những diễn biến trong vụ án xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhân vật khơi nguồn khiến những bí mật của thầy ông nội Lê Tùng Vân cùng các đệ tử ở đây bị phơi bày là một người với số phận vô cùng đặc biệt, đó chính là Võ Thị Diễm My. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 năm 2019, thời điểm ông Võ Văn Thắng, cha của Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, thường trú khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cùng với nhiều người thân đã đến Tịnh Thất Bồng Lai để tìm kiếm con gái. Khi đến nơi, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa nhóm của ông Thắng và những người đang sinh sống tại địa điểm này. Lê Thanh Nhị Nguyên, một cá nhân tự xưng là người đang tu hành ở đây, đã dùng một chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném vào nhóm của ông Thắng, trúng tay bà Châu Vinh Hóa. Bà Hóa trong cơn bức xúc đã ném trả một mảnh gạch men vỡ vào Nhị Nguyên, gây ra thương tích cho anh ta. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, gia đình ông Thắng bất lực quay trở về thành phố Hồ Chí Minh, còn những người ở Tịnh Thất Bồng Lai lu loa lên rằng họ bị mất 300 triệu đồng cùng một viên đá thạch anh nặng 7 kg. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2019, theo Lê Thanh Huyền Trân, sinh năm 2002 xác nhận thông tin Võ Thị Diễm My có mặt ở Tịnh Thất Bồng Lai. Theo Huyền Trân, sau khi Diễm My trở lại, đại diện Tịnh Thất đã đến Công an xã Hòa Khánh Tây làm thủ tục đăng ký lưu trú và được chấp nhận. Hiện giờ, Diễm My vẫn còn mệt, nhưng nhiều khách đến đều muốn nhìn tận mặt cô. Huyền Trân thời điểm đó cho biết, một số người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, 59 tuổi, cũng là địa điểm hoạt động tự phát của Tịnh Thất Bồng Lai, rất vui mừng khi Diễm My xuất hiện. Trong chiều 1 tháng 11 năm 2019, Công an huyện Đức Hòa cho biết bước đầu đã lấy lời khai của Diễm My và làm việc với cha mẹ cô, xin việc đăng ký lưu trú của Diễm My thuộc thẩm quyền công an xã. Theo My, khi làm việc với Công an huyện Đức Hòa, cô khai báo mọi sự việc liên quan đến cá nhân dẫn tới cha mẹ, người thân làm điều không tưởng với Tịnh Thất Bồng Lai. Liên quan đến vụ tìm kiếm Võ Thị Diễm My, vào ngày 13 tháng 12 năm 2019, tức là sau gần 2 tháng xảy ra vụ ẩu đả ở Tịnh Thất Bồng Lai, tài khoản YouTube Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official đăng tải clip có tên Cầu cứu gấp, Tịnh Thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an. Nhất Nguyên đã nói trong clip, yêu cầu công an trả Diễm My ra đây. Mấy anh bắt cóc Diễm My vậy rồi, mấy anh đổ lỗi cho tôi. Với mục đích đăng tải clip là cầu cứu cho Diễm My và cho cộng đồng mạng biết sự việc sau khi làm việc với Công an huyện Đức Hòa, cô mất tích tại đồn công an. Lê Thanh Nhất Nguyên là người trực tiếp tham gia và sử dụng điện thoại quay clip ghi lại sự việc ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Công an huyện Đức Hòa. Quay xong, Nhất Nguyên đăng tải lên tài khoản YouTube. Ngoài Nhất Nguyên, Lê Thanh Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc, Lê Thanh Nhị Nguyên và hai người ở Tịnh Thất Bồng Lai là Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Huyền Trân là những người tham gia sự việc trên. Đồng thời, bà Lê Thu Vân đã nói trước đám đông tụ tập. Công an huyện Đức Hòa bắt cóc người bà con ơi! Bà con ơi! Công an huyện Đức Hòa bắt cóc con người ta không thả ra nề! Sau khi bị khởi tố, nhóm người tại Tịnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Khai thác dữ liệu lưu trữ trong ổ cứng lấy ra từ máy vi tính thu giữ trong phòng của Lê Thanh Nhị Nguyên, cơ quan điều tra xác định 7 file clip và 3 file ghi âm đã thể hiện rõ nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ gây rối, xuyên tạc, xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra xác định các bị can đã cố ý sử dụng các file clip và file ghi âm để biên tập thành clip hoàn chỉnh. Cầu cứu gấp, Tịnh Thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an. Từ hành vi này cùng hàng loạt hành vi khác,
ngày 3 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. 3 ngày sau, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị cáo đối với Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, đồng thời ra lệnh bắt bị cáo để tạm giam đối với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị cáo Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại phiên xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Lê Tùng Vân cùng 5 đối tượng ở Tịnh Thất Bồng Lai thực hiện, ngày 21 tháng 7 năm 2022, tranh luận tại tòa, các bị cáo lần lượt cho rằng một số lời khai trước đây trong các biên bản là vì bị ép buộc. Các bị cáo còn dẫn giải ra một số xưng hô trên phim, lời ca từ trong bài hát để bào chữa cho mình, để cho rằng bản thân không xúc phạm tôn giáo theo cáo trạng quy kết. Đặc biệt, các bị cáo cho rằng rất tôn sùng và coi ông Lê Tùng Vân là Phật sống, là bậc vị nhân. Ông Lê Tùng Vân có bộ sách gồm 4 quyển liên quan về tôn giáo, có giá trị rất sâu sắc, siêu phàm nhưng đã bị ngành chức năng thu giữ. Bị cáo Nhất Nguyên nói, các bị cáo còn cho rằng mình không có tội và không xúc phạm, phỉ báng tôn giáo. Bị cáo Lê Tùng Vân nói rằng gia đình và những người ở Tịnh Thất Bồng Lai là nhân tài, nhất là về văn thơ, nhưng lại bị kìm hãm. Bị cáo cũng cho rằng không giả mạo Đức Phật, ảnh hưởng Phật giáo và nói rằng có quyền tu theo cách của mình. Tranh luận tại tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại nói không đồng tình với nhiều vấn đề mà luật sư bảo chữa cho các bị cáo nêu ra. Ngoài ra, luật sư của bị hại cũng rất đồng tình với bản cáo trạng và quan điểm luận tội mà đại diện Viện Kiểm sát đã nêu. Tuy nhiên, theo hội đồng xét xử, việc các bị cáo có hành vi xúc phạm, vu khống cá nhân, tổ chức, theo cáo trạng truy tố là có cơ sở, khách quan. Mặt khác, luật sư của các bị hại cũng khẳng định các bị cáo đã mạo xưng tôn giáo, tự xưng là cơ sở thờ tự tôn giáo. Đồng thời cũng cho rằng các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ tội bởi luôn cố tình che giấu, quanh co, chối tội, ngụy biện. Hội đồng xét xử nhận định quy trình tố tụng của cơ quan điều tra là đúng quy định pháp luật, khách quan, không có dấu hiệu sai phạm. Từ đó, hội đồng xét xử đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 6 bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đó, phạt bị cáo Lê Tùng Vân, 90 tuổi, mức án 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, cùng 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc, 62 tuổi, 3 năm tù. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!